Hello, xin chào anh em. Với khách hàng của các bạn đã tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe tải cũ của bên mình. Ngày mới kính chúc anh em với khách hàng của các bạn dồi dào sức khỏe và luôn có nhiều thành công trong công việc cũng như là cuộc sống. Một ngày tràn năng lượng và tràn ngập tiếng cười. Thì ngày hôm nay tiếp tục lên cho anh em một mẫu xe tải với thương hiệu của em, đó là Mitsubishi. Mitsubishi Canter, tải trọng cho phép chở hàng hóa là 1 tấn 8, thùng dài 4,35 m, chiều ngang là 1,70 m, chiều cao là 1,870 m nha anh em. Đời 2014, niên hạn sử dụng đến ngày 100, cái dòng này niên hạn sử dụng đến ngày 138 rồi nè. Đời rất là cao nha. Thùng của nó là thùng tiêu chuẩn là sàn sắt, một lớp tem kẽm nè. Đời 2014 nha anh em. Chiều ngang là 1,710 m, chiều cao là 1,870 m, chiều cao gần 1,9 m, chiều ngang là 1,7 m, chiều dài là 4,35 m. Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông là 4 tấn 7, có lượng cho phép trang hóa là 1 tấn 8, có lượng bánh thăng là 2 tấn 7, đường kính mâm 16 inch, vỏ 7 inch, Mitsubishi Fuso Canter, ghế bọc da 3 chỗ ngồi, thùng mưa bạc mở 5 bựng, vỏ lớp ga cũng còn rất là cao, gầm sexy, bao bì vô cứng không mục mọt. Một chiếc xe tải đời cao 2014 Mitsu, máy cơ nha nè, máy Mitsubishi chạy rất là khỏe luôn, máy lớn. Nó thùng rất là đẹp luôn, đầu cabin rất là hầm hố, tấn 8, thùng 4,35 m nha nè. Thường cái dòng Mitsubishi mở cabin dạng lặt nhưng mà mở bên phụ nha, không phải bên tài nha. Cái dòng Mitsu nó hơi ngược, trần số hay nằm trên táp lô luôn, nội thất sạch sẽ, ghế bột da 3 chỗ ngồi cực kỳ sang trọng, đề cao. Nếu anh em quan tâm cái mẫu xe này cứ liên hệ chi tiết mình hoặc cái đi xem xe trải nghiệm lấy thử, nếu có máy phù hợp thì có dân nó về phục vụ mục đích kinh doanh bằng tải mình chuyển hàng hóa của anh em quý hàng của bạn. Siêu phẩm Mitsubishi Canter đời 2014 bên mình đang dự kiến chào bán là 260 triệu, bao rút là xe gốc, nước sơn màu trắng. Đó, nói chung là đầu cabin rất là đẹp luôn anh em. Nếu anh quan tâm cái mẫu xe này cứ liên hệ trực tiếp mình hoặc cái xem xe trải nghiệm và lái thử, nếu cảm thấy phù hợp thì khởi trên em đó về phục vụ mục đích kinh doanh tải vận chuyển hàng hóa của anh em quý hàng cùng các bạn. Động cơ Mitsubishi với dung tích xi lanh của cái khối động cơ là 3.9 lít, công suất là 81 kW, động cơ 2.9, máy dầu 4 kỳ 4 xi lanh hàng, máy có turbo tăng áp khá khỏe, máy nó là bao chắc luôn, máy xiên đó, chưa bung. Nếu anh quan tâm cái mẫu xe này cứ liên hệ trực tiếp mình hoặc cái xem xe trải nghiệm lấy thử, nếu cảm thấy phù hợp thì hãy xin nó về phục vụ đi kinh doanh vận tải vận chuyển hàng hóa của nhân viên hàng cùng các bạn. Siêu phẩm Mitsubishi Canter đời 2014 nha, niên hạn sử dụng đến 138, tháng 8 thì ngày 4 tháng 4, máy cực chắc, 260 triệu bao rút xe gốc nha nè. Cảm ơn em quý hàng đã được cái video báo giá với mình, xin chào các bạn em quý hàng của bạn trong những cái video báo giá thì cập nhật liên tục tình hình giá cả xe tải cũ tiếp theo của mình. Cảm ơn rất nhiều, xin chào và hẹn gặp lại.